Giới thiệu với các bạn, đây là giống ngô sinh khối biến đồ ren NK7328 BTGT. Giống thừa hưởng ưu điểm vượt trội của giống này 7328, công nghệ kháng sâu độc thân, bảo vệ cây côn không lo sâu sám. Ủa là 1 kg. Về mặt trước bao bì, giống sản xuất bởi công ty Syngenta. Và sau đây là thông tin về đặc tính giống. Giống NK7328 có chứa sự dưỡng BT11 giúp kiểm soát hiệu quả sau độc thân, đặc biệt là chống chịu thuốc trừ cỏ. Giống NK7328 biến đồ ren cho cây cứng, chống độ ngạt tốt, thích nghi với nhiều vùng miền khí hậu, chống chịu là nhiều loại sâu bệnh, thích nghi rộng, dễ công tác, năng suất cao. Về thời vụ thì giống dòng được quanh năm. Đối với các tỉnh miền Bắc thì giống có thời gian sinh trưởng từ 105 đến 115 ngày, thích hợp trồng vụ xuân và vụ đông. Đối với miền Nam thì có thời gian thu hoạch từ 100 đến 105 ngày, thích hợp trồng vụ hè thu, thu đông, đông xuân. Lượng giống thì vụ xuân hè, hè thu và thu đông. Vụ đông thì lượng giống tầm khoảng 17 kg trên 1 hecta. Đối với vụ đông xuân thì lượng giống trung bình khoảng 18 đến 20 kg trên 1 hecta. Đặc biệt cách chăm sóc, cách uống phân, như phòng trừ sâu bệnh. Đặt giống như là số điện thoại bên trên màn hình. Chào tạm biệt.